chào cả nhà, mình là Khánh Toàn đây. Ok, hôm nay mình sẽ cho cu sóc và cậu Việt đi chơi Aeon Mall ở Tân Phú, và điểm mình sẽ đến đây là Tiny World. Máy bay đang hạ cánh hay có cánh gì đó mình chả biết nữa, nói đại. Trời này rất là đẹp. Rồi, theo chân mình đi lên trên lầu 2 nha, Tiny World ở trên đây nè. Yo, hooray, tới nơi rồi. Yo, hôm bữa mình đi mua súng cho cậu Việt. Hay cậu Việt đây. Mình được làm một cái thẻ này. Thì đây là cái thẻ hội thành viên gì đó. Hôm nay là ngày thứ tư. Với cái thẻ này thì mình và hai thằng nhóc Việt, Sóc và mẹ Vi vô cửa hoàn toàn miễn phí luôn, không có tốn một cái đồng xu nào hết. Do đây mình mới bắt đầu mình cần tốn phí để mình chơi mấy cái trò chơi gì đó, thì hình như là vậy đó. Ví dụ như vào cửa khách nè là mình đã tốn 20.000 đồng đó. Những cái khu vui chơi gì là mình sẽ tốn thêm phí. Sắp sắp hết không con? Đây, cậu Việt vừa mới xin được chơi trò chơi vượt thử thách với giá là 20.000 đồng. Đây, nó mua vé. Thấy thông tin thẻ thành viên nó làm gì á mấy bạn, mình không rõ nữa. Nào cái bill. Anh Tài coi coi, nó là cái gì, nó ghi gì, anh Tài mượn coi. Nạp tiền 20.000. Rồi giờ đi theo cậu Việt. Dạ. Vô đây được hả anh Tài? Ủa anh Tài vô được hả? Anh thử, vô đây nè con. Ủa Việt chơi này rồi hả Việt? Là... sắp vô coi cậu Việt chơi rồi con. Ồ, nhìn Việt chuyên nghiệp quá ta. Việt hello cái Việt. Dạ đuôi đâu? Theo cái đường dây này. Má
Rồi đi đâu nữa? Ồ, việc chuyên nghiệp quá ta. Ủa, đi vòng vòng vậy thôi hả? Không. Có được đu dây gì không? Có được đu gì không? Có mấy thằng đầu tóc luôn. Trời ơi. Đi vậy thôi hả? Ủa, anh Tài có được đi theo không? Hả? Anh Tài có được đi theo vô đây không? Đó. Anh Tài đi vô đây được không vậy? Bước lên. Đây ạ. Đâu có một chơi chậm lắm gì quên rồi. Bước tới. Đưa cái tay kia lên ừ. Quá dữ. Nữa đi vòng vậy thôi hả? Đi vòng là hết. Đi vòng là hết hả? Chơi nhiều lần mà. À chơi nào chán thôi hả? Anh Tài thấy sắp chán rồi đó. Rồi sao nữa? Giờ đi thẳng hả? Ồ, đi hai chân rồi. Việc đi nhanh nhất có thể rồi hả Việt? Bấm đồng hồ hay gì á nó mới kịch tính chứ đi gì đi từ từ rè rè. Có người lại biết mình xuống đi đến này đi, đến này thấy khó hơn nè. Nó chạy cái ù qua coi, chạy ù qua khỏi nắm tay. Cái này là phải ví dụ như bạn này được bao nhiêu giây rồi bạn kia bao nhiêu giây á, đua nhau nó mới ghê chứ. À chết rồi, cái này tiêu rồi. Đây sao đây? Wow, ôm mà đi vậy hả? Việt, Việt muốn đi tiếp không? Đây là vòng thứ hai của cậu Việt các bạn. Cậu Việt đang đua tốc độ. Tại vì sao? Tại vì vòng này mình bấm đồng hồ cho cậu Việt nè. Đó, 30 mấy giây rồi mới đi tới đây à. Nhanh lên, chỉ có 2 phút thôi. Chỉ có 2 phút thôi. Việt hết 30 giây rồi. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Chắc là 2 phút không kịp rồi quá. Thử thách 2 phút chắc không kịp rồi quá Việt ơi. 40 mấy giây rồi, sao mà kịp đây? Đi cái này lâu quá, đi cái này chậm thì chậm luôn nè. Đi gì à? Quá trời chậm à. Anh Tàng không, anh Tàng đi đâu? Đâu cho anh Tàng đi đâu. À, có người chặn à. Phút mấy rồi? Một phút 23 giây. Rồi. Đua, 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 đua. Đu này nhanh nè, đu này nhanh nè, này nhanh nè. 2 phút rồi. Chạm tay vô cái
cái cột vàng là dừng nha. Cho 2 phút 13 giây, 28, 2 phút 13 giây, thấy không? Giờ có muốn đi lại thêm vòng nữa không? Mệt rồi hả? Rồi, Việt đã dừng lại với kỷ lục của Việt. Kỷ lục của Việt là 2 phút 13 giây, 28. Rồi, đổi trò khác thôi. Sắp nhảy tưng tưng với bạn. Sắp nhảy tưng tưng, thích quá. Ôi trời, sắp ơi. Con không biết nhìn mà. Đây. Vô bể này thì anh chờ nó chở cái đi. Rồi, sắp cái cầu viên đi cầu tuột. Con sắp ra đây con. Sắp ơi. Qua đây Việt. Có gì? Ồ. Cái gì vậy? Cái khu vực tẩm thật kìa, mình quẹt ra thử. Ồ. Bên này ba mẹ vô đây nằm bé massage nè. Cái này chơi sao? Cái này chơi gì? Câu cá hả? Phải mua đồ câu chứ. À, tức là trò chơi hôm nay bây giờ mình mới hiểu. Bỏ cái khu vực của mình là sẽ mua đồ chơi nè đó không? Ví dụ như đây là câu cá vui nhộn với là 15 ngàn nè. Đó. Còn có cái khu bên kia là chơi miễn phí thôi. Rồi vô cổng miễn phí ha. Còn mình muốn chơi thêm, ví dụ như việc hồi nãy thử thách gì đó là phải tốn tiền. Khi hoàn thành thử thách gì được điểm tặng gì nè. À, mấy này khu trò đúng đúng kiểu cho sóc luôn. Em ở đây nha, em đây nha, có gì gọi anh. Đi thôi Việt. Ủa cái này là gì Việt? Việt. Cái này là gì? Quậy qua đây thử coi. Để qua đây coi thử cái gì. À có khu cho bé. Đi ngắm vòng coi là gì. À cái này là chỗ mà tổ chức sinh nhật rồi, hồi nãy mình thấy nè. Đó tổ chức sinh nhật. Đây là cái khu ẩm thực. Bán nước uống, đồ ăn, đồ. À có chương trình học và nấu ăn kìa. Đi qua nắng ống được. Trong này không có ai mang dép hết. Chỉ có mấy nhân viên là mang vớ thôi. Nên mình đi mình thấy lạnh, lạnh chân quá. Tập cho mấy bé
làm đồ ăn. Ủa cái này là bằng thiệt á hay là đất sét vậy? Thiệt luôn á thầy. Bạn thấy giống đất sét vậy? Thì có bạn chỗ ngoài. Bữa việc có làm không? Không. Rồi, còn bên này là gì? Ủa cái này là sân khấu mà sao không thấy có gì vậy? Việc. À cái này là cái khu vực toilet. Sao cái sân khấu này không có gì vậy? Hết rồi, vậy hết rồi hả? Hết rồi. Chinese Star, woohoo. Nó cũng có nhiều chỗ đó các bạn, nhưng mà nó chưa khai thác hết. Nói chung là bây giờ mình khá hiểu cái mô hình hoạt động của Tiny World rồi, là vô là tính phí từng trò nữa, giống như cái kiểu đầm sen mà hồi đó mà tụi mình hay đi á. Còn bây giờ là đầm sen cũng có chọn gói rồi, không biết cái này có chọn gói không ta, mua cái vé nào chọn gói vô chơi hết luôn á. À, bây giờ Việt muốn chơi cái gì? Chơi có cái đó là vậy thôi hả? Vậy tính là mình ngắm trò chơi cho cậu Việt ha. Đây là cái khu vực chơi trò chơi điện tử của Tiny World. Thì ở cái khu này chơi là mình sẽ đổi ra thẻ, thắng sẽ được mấy cái ticket đó. Thì lấy thẻ rồi xong rồi mình sẽ đi ra ngoài kia đó, như chỗ Tiny Store đó. Mình coi coi mình được bao nhiêu điểm, mình đổi quà, đổi từ từ vậy đó. Đây có bán bánh kẹo nước rồi. Cứ đi ra đây mình đổi quà thôi. Rất là nhiều trò chơi nào cũng là trò chơi để nào đổi thẻ hết. Mình nghĩ là chơi cho vui thì chính. Cái thẻ được nhiều 10 ticket được một cây kẹo chúp chúp. Trong khi trò nào đa số mình thấy là 6.000 nè. Ở hôm 6.000. Có cái trò quay là 9.000 một lượt quay hên xui. Mà nãy anh kia thấy quay ra toàn là 10 cái thẻ ticket không à. Thì kiểu chơi vui là chính chứ đổi đi thẻ gì. Ê Việt ơi, đang chơi gì á? Bắn hả? Bắn đạn hả? Việt bắn ai vậy? Lại chạy nữa rồi. Rồi mình đi vô luôn thử rồi nó sao. Việt Nam đạn anh bạn cho ai bắn vậy? Chạy lăng xăng chứ đi theo nó mệt luôn các bạn. Nó lớp 6 rồi như đứa con nít. Tụt vào tuần, tụt nhanh lắm á, cái tụt này tụt nhanh kinh khủng luôn. Đấy, sống cái việc làm cái ù. Có khu vực Hot Wheels City, quá trời trò chơi đua xe nhào lộn. Yeah.
chưa, màu này pha màu kia gì luôn nó vui. Đây bán tượng nè, tượng nhỏ là 12.000, trung bình là 20, lớn là 30. Tranh cát, hạt nhựa, xà phòng, vòng cổ tay gì đó. Đây là cái khu vực thuyền đụng. Ô cát này cát rất là mịn các bạn, cát mịn lắm. Nó sợ cát hả bây? Tự nhiên nó đâu sợ cát đâu, giờ sợ trời. Nó cò, nó không dám cò chừng nữa luôn à. Thôi đừng ép nó em, tội nghiệp. Lúc tối rồi. Nó chừng rớt cát cho người nó. Nó dịnh làm sao mà cho nó không rớt xuống cát rồi các bạn. Rồi nó dính cát rồi, nó không chịu được, nó không tin được, nó búng búng rồi. Nó không thích cát. Thôi em nó không thích thôi, đừng em đó. Thôi chơi cát vui quá trời nè. Lên chân đó, nó 4 triệu đây bạn. Năm triệu. Qua mặt nó kìa. Tiền thì chơi khoái lắm. Con nhúng chân xuống cát rồi có sao? Chờ nào mày, sợ cát với trời. Đi Việt ơi, hồi lên xe cúp kích cậu Việt kéo kìa. Sợ cái cát này mệt phải không? Nó chỉ khoái chơi cái trò những nhảy cái lưng tưng giống như cái kiểu đó ở nhà thôi. Ủa anh lên nhảy được không? Thôi hai đứa quýnh nhau rồi kìa. Đừng giảm cho tay chân cáo đó Việt ơi. Yeah.
ăn đi trời. Sắp cái chiều đeo dây rồi chơi đó. Nhảy đi con, nhảy. Nhảy, 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 nhảy. Lạnh không Việt? Ừ,
hơi nước da. Từ từ nó kia kìa, mở nhẹ sau 2 phút. Đợi xíu đi cho nó hết da. Lạnh không? Đang lấy xe đi, rồi xong Tài ra đây.